chào mọi người, mình là Nguyễn Linh. Mình rất vui được xin danh là Áo Khoa. Và mình cảm ơn trường và các cô đã giúp đỡ mình trong quá trình mình học. Chúc Caliban càng ngày càng phát triển và vững mạnh hơn. Không chỉ là 20 năm mà là 30 năm, 40 năm, càng ngày càng phát triển hơn nữa.